Xin chào mọi người nhé, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube Chuyện Mobile. Hôm nay là ngày 18 tháng 5 2021, thì hôm nay mình quay video khá là muộn rồi, là mình mới sắp xếp được test máy ok thì mới đăng lên cho mọi người tham khảo. Ưng ý sản phẩm nào thì alo cho mình đặt hàng mọi người nhé. Mình dùng hai số thoại ở trên màn hình 0358 479029 và Zalo là 0979 622994. Mình ở Hà Nội và mình có ship hàng toàn quốc cho người ở xa mọi người nhé. Mọi người ở xa thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại cũng như là Zalo để biết thêm chi tiết cũng như để đặt hàng. Ok, bây giờ thì mình sẽ nói luôn những sản phẩm mà mình có trong video này. Hôm nay thì mình tóm tắt qua thì mình có một số máy như sau. Đầu tiên là hai chiếc Samsung Galaxy Note 10 Lite, máy full book mọi người nhé, full book máy đẹp keng, phụ kiện đầy đủ, tai nghe, các bộ sạc zin luôn. Rồi là mình về thêm được một số J7 Pro này, J7 Plus, màn hình 2IC đã thay rồi, giá thì cực kỳ là tốt nhá, hơn 1 triệu này. Rồi là tới A8, A8 2018 thì mình có máy đẹp là A7 2018 này. Rồi là Note 10 Lite, con này thì không có hộp thì giá nó rẻ hơn một chút, nó dòng có hộp. Rồi là S8 Plus, máy màn đốm nhẹ thì cũng chỉ hơn 2 triệu thôi. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ giới thiệu luôn. Đầu tiên thì mình giới thiệu cho mọi người về Note 10 Lite đi. Note 10 Lite thì hôm nay mình về được hai chiếc máy bản công ty, full book đầy đủ hộp này. Máy là máy chính hãng Samsung luôn mọi người nhé. Tem này, tem của Samsung Việt Nam. Đấy, số email các thứ đầy đủ luôn. Đây thì mình sẽ mở thử một con ra cho mọi người coi nhé. Thì mình mở ra thì trong đây nó sẽ có cái máy này, Samsung Galaxy Note 10. Máy màu bạch sắc cầu vồng, nói chung là nhìn kiểu như thế rất là đẹp luôn, màu sáng mọi người nhé. Đấy, đầu tiên là máy này. Hai bên trong đây sẽ có một cục sạc này. Cục sạc con này là 25W. Đó, zin theo máy. Tai nghe này. Tai nghe mọi người nhé. Tất tật đồ là chưa bóc này. Cáp sạc rồi là que chọc bút các thứ ở đây nhé. Rồi là ở trên đầu đây thì nó sẽ có que chọc sim này, sách hướng dẫn sử dụng và ốp lưng đầy đủ luôn nhé. Đấy, Note 10 Lite thì máy mới sẽ được tặng kèm một cái ốp trong như này, que chọc sim, rồi là sạc cáp tai nghe, lấy và cái lấy thay cái bút ngòi bút ý mọi người nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ đóng hộp vào. Để lại đây, mình giới thiệu về con máy Note 10 Lite máy đang còn hộp này nhá. Giờ Note 10 Lite này thì là máy đã được kích ở trong FPT rồi. Và là máy trôi bảo hành mọi người nhé. Có nghĩa là mình sẽ bảo hành cho mọi người trong vòng 6 tháng. Đấy, có nghĩa là nó kích bảo hành ấy thì có bảo hành chính hãng nhưng mà nó đã kích để nó để không ngoài này, thì đến hiện tại giờ là nó mới hết bảo hành được khoảng độ 1 đến 2 tháng. Đấy, đâu là máy chưa dùng gì hết mọi người nhá. Máy màn hình sáng đẹp này, Note 10 Lite. Cấu hình của nó này là RAM 8 nhá, bộ nhớ 128 GB. Vân tay đầy đủ luôn. Bút S Pen các thứ mọi người nhá. Máy thì đẹp keng sà beng. Đó. Full book trùng email hết mọi người nhé, keng nét luôn. Một chiếc Note 10 Lite như này thì mình đang bán với giá là 6 triệu 900 nghìn đồng mọi người nhé. 6 triệu 900 nghìn đồng một chiếc Note 10 Lite như thế này. Đấy, mọi người yêu thích thì alo cho mình. Hai con này thì hai màu giống nhau luôn mọi người nhé. Máy đầy đủ hộp phụ kiện hết, đảm bảo máy chính hãng 100%, chưa bung chưa sửa gì cả. Bảo hành 6 tháng cho mọi người yên vừa dụng mọi người nhé. Rồi tiếp theo đi thì là mình giới thiệu tới những sản phẩm mà có trong rổ này thì đa số là giá nó rất là tốt và rẻ thôi. Đầu tiên thì giới thiệu con S8 Plus này. S8 Plus con này thì máy thì mình thay cho nó cái lưng rồi nhé. Con này máy màu hồng phấn nhẹ nhưng mà thay cái lưng màu gold này. Nói về S8 Plus thì đằng sau có vân tay này và camera sau ở trên này. Con này thì màn hình nó bị đốm đây nhá, đốm một góc đây với cả góc đây. Đấy, tổng thể như vậy. Con này là bản Hàn, nó sẽ hỗ trợ một SIM. Để mình xem cấu hình của con này xem nào. Con này thì có thể là RAM 6 này. RAM 6 GB mọi người nhé.
bộ nhớ là 128, con này RAM 6 bộ nhớ 128 này, S8 Plus. Đấy, cấu hình Max ping luôn của con S8 Plus này nhá. Nói chung là loa này, rồi là sóng này, rồi là máy ảnh này, nét căng luôn. Đấy. Con này thì mình đang bán cho mọi người là giá là 2 triệu 2 thôi nhá. S8 Plus này chỉ với 2 triệu 2 này. Đó. Máy dùng ba ok nhá, chỉ đốm hai góc này thôi. Bản hàn RAM 6 bộ nhớ là 128. Vân tay đầy đủ, cả bên đốm mắt, cổng sạc Type-C đầy đủ hết mọi người nhá. Đấy, máy bên ngoài hình thức thì có cứng nhẹ. Cái đấy thì nó không ảnh hưởng gì rồi. Bởi vì sao? Bởi vì là cái giá này thì nói chung là giá bằng S8 nhỏ mà màn màn cũng chỉ là đốm hoặc là bị ám thôi nhá. Mọi người mua thì alo cho mình này. Máy S8 Plus này thì mình bảo hành cho mọi người là 3 tháng. Tặng sạc cáp zin đầy đủ luôn. Tiếp theo là con Note 10 Lite đi. Đây chiếc này thì chiếc màu đen nhá. Máy thì không có hộp và viền thì nó có viết xước nhẹ nhẹ này. Đó, viền thì sẽ viết phẩy phẩy theo thời gian. Đấy, Note 10 Lite cũng là Note 10 Lite. Nhưng mà con này nó không 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 có hộp, máy mình mua rời bên ngoài. Đấy, máy công ty, con này đang còn bảo hành từ tháng 8 cơ mọi người nhá. RAM 8 bộ nhớ 128. Và như tháng 8 thì mình bán con này là rơi vào là 6 triệu 6 triệu 3 nhé. Ok, 6 triệu 3 chiếc này. Mọi người yêu thích chiếc này thì alo cho mình nhé. Chỉ với 6 triệu 3 thôi. Bảo hành cho mọi người 6 tháng. Lỗi 1 đổi 1 tặng sạc cáp zin cho mọi người nhé. Nút 10 like chiếc này còn bảo hành chính hãng đi tháng 8. Vỏ bên ngoài cái viền thì nó hơi xước phẩy thôi chứ không cấn móp gì cả. Tiếp theo đi, giới thiệu đến sang mã A8. A8 ở trên đây thì mình có A8 2018 nhá, có 3 màu, màu tím khói này, màu hôn và màu đen. Máy thì viền đều đẹp nhá, viền đẹp này, màn hình đẹp không ám mố gì cả. Bản hai sim hai sóng, bọn này thì được trang bị cổng sạc Type-C này, jack tai 3,5 rồi. Màn thì tất tật là màn đẹp không ám mố gì cả mọi người nhá. RAM 4, bộ nhớ 32 GB, cam kiếc rất là nét và ok luôn. Đó, cam rất ok luôn nhá. A8 2018 bản công ty 2 sim, máy đẹp thì mình đang bán là 2 triệu tròn một chiếc, bảo hành cho mọi người là 4 tháng, lỗi 1 đổi 1 tặng sạc cáp zin nhá. Sạc cáp mình bán thì cam kết là sạc cáp zin luôn tặng mọi người ấy. Tiếp theo là một chiếc A7 2018. A7 2018 máy này thì đằng sau lưng thì kính của nó này, nắp lưng nhá, nó nứt xíu này. Và nó là bản RAM 6 bộ nhớ 128. Đấy, bản RAM 6 bộ nhớ 128 nên là cái cấu hình của nó cũng khỏe hơn nhiều nhá. A7018 thì hỗ trợ này vân tay ở cạnh viền đây mọi người nhé, hỗ trợ vân tay ở cạnh viền đây, với cả ba mắt camera. Con này cổng sạc micro thôi, màn thì màn super led hiển thị đẹp này, không ám mố. Con này đây để mình cho mọi người xem cấu hình của nó nhé. RAM 6 này, bộ nhớ 128 GB. Đó, màn hình đẹp không ám mố một chút nào luôn. Cắm trước cắm sau nét căng này. Đấy. Thì mình bán cho mọi người con này chỉ với 2 triệu mốt thôi nhá. Còn nếu mà máy vỏ đẹp ấy thì nó rơi vào khoảng 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 6 cơ. Nó là bản RAM 6 bộ nhớ 128, 2 triệu mốt nhá. A7 2018, mọi người yêu thích thì alo, máy thì vẫn bảo hành 3 tháng, tặng sạc cáp zin đầy đủ nhá. Tiếp theo thì mình còn sót một con A8 2018. Con này thì nắp lưng xước khá nhiều. Mình bán là 1 triệu 7 thôi. Máy 3 nguyên zin đấy, viền viết này. Đấy, màn thì mình dán cường lực rồi. Đảm bảo là đẹp không ám mố gì nhá. A8 2018 1 triệu 7 này, email là 3732 mọi người nhá. Còn sót một cây vỏ xấu này. Tiếp theo là Zia Pro. Con Zia Pro này thì màn zin này, con này màn zin, vỏ thì xước phẩy này. Đấy, mọi người nhìn thấy góc chưa? Đấy, tổng thể thì còn ok, màn hình cũng được. Con này thì màn zin, màn zin ám nó cũng nhẹ 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 thôi. Gear Pro công ty nhá, IC26. Màn zin như này thì mình bán là 1 triệu rưỡi này. Đó, 1 triệu rưỡi con Gear Pro này mọi người nhá. Tiếp theo là tới chiếc G7 26. G7 26 thì hôm nọ mình có một con máy màu đen thì cũng có khách chốt rồi, hôm nay về được một cây nữa, hình thức cũng rất là đẹp này. RAM 2 bộ nhớ 16 GB, màn LED mọi người nhá, AMOLED chứ không phải là màn thường. Đấy, máy đẹp leng keng luôn, hai sim hai sóng, hỗ trợ 4G wifi đầy đủ hết này, RAM 2 bộ nhớ 16. Chụp thử cam cho mọi người ngó qua nhé. Đấy, cắm trước cắm sau này đều rất là ok nhé.
Con G7 này thì mình đang bảo là 1 triệu 2 nhá, bảo hành 3 tháng tặng sạc cáp zin này. Tới G7 Pro màn 2C thì buổi tối ngày hôm nay thì có 3 chiếc G7 Pro này nhá và 2 chiếc G7 Plus. Đây, con G7 Pro màu gold này 225 này. Tân tật thì máy màn hình màn hiếc đều đẹp, nói chung là nó cũng tương đối. Đấy. Nói chung là nó đẹp như zin thì không được nhưng nó cũng tương đối. Con G7 Pro này thì là RAM 3 nhá, bộ nhớ 32 GB. Con này thì mình bán là 1 triệu 4, 1 triệu 4 con vàng này nhé. Con màu đen này thì vỏ viếc thì nó hơi lấn cấn, gọi là chóc sơn tí thì bớt 50 này, 1350. Đấy, con này thì cũng 1350 nốt nhé. Còn màu gold thì 1 triệu 4, máy thì đều bảo hành 3 tháng, lỗi đổi một rồi là tặng sạc cao zin nhá. Đấy, còn hai chiếc Zip Plus này thì nó là RAM 4 bộ nhớ 32 cam kép này. Đấy, vỏ viếc rất là đẹp nhá. Bọn này thì mình bán là 1550 này. Đắt hơn khoảng độ 100.000, 150. Đấy, hai chiếc giờ lút nhá, một chiếc màu đen, một chiếc màu gold. Rồi ok, thì hôm nay thì cũng khá là muộn rồi. Mình quay video ngắn này vậy thôi. Thì mọi người tham khảo nhá. Chưa biết rõ thông tin trước nào thì gọi điện cho mình có thể gửi thêm ảnh qua Zalo cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều mọi người nhé. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh, chia sẻ kênh nhiều hơn nữa giúp mình để ủng hộ mình cũng như là để có động lực ra nhiều video hơn. Cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo mọi người nhé.